Tiếp tục đến với luyện khí 10 vạn năm, sau khi biết tin Giao Long bị người khác thả đi, Từ Dương liền lên phi thuyền đi tới phân bộ đấu giá linh bảo để điều tra. Ngoài việc lấy bảo vật như đã hứa hẹn, thì người có thể thả cuồng giao chỉ có thể là mấy thế lực trong thiền võ quán. Cứ bắt đầu từ sàn đấu giá, nếu không có thì lại đi nhà tiếp theo, chung quy sẽ tìm thấy. Nơi này chính là trụ sở của phân bộ sàn đấu giá. Lão già được gọi là Trương Đại Nhân đang bắt cóc nữ tử để làm việc gì đó. Cô gái từ chối không làm nữa, đang định tiến ra cửa thì bị ngăn cản. Cô gái hét lớn kêu cứu, vừa hay Từ Dương xuất hiện kịp thời, tên thanh niên dẫn đường chính là cháu của lão. Biết Từ Dương muốn tiến vào mật thất kiểm tra, lão ta nhất quyết không cho, còn cho rằng một tên luyện khí kỳ thì có tư cách gì để xem mật thất. Vậy nhưng mà Từ Dương lại là người rất kiên định, nếu hắn cứ muốn xem thì sao, lão ta đành phải lấy ra vũ khí xông lên đánh phủ đầu. Kết quả là vũ khí bị phá hủy, thực lực nửa bước động thiên chưa kịp thể hiện, đã bị đánh cho sấp mặt. Dù là vậy thì lão thả chết cũng không nói ra vị trí mật thất. Từ Dương đành phải dùng biện pháp mạnh là hủy diệt nơi này, mật thất sẽ tự xuất hiện mà thôi. Cũng may là cô gái bản nãy lại biết vị trí mật thất. Nàng chính là từ nơi đó thoát ra, bên trong hoàn toàn không có khí tức của yêu thú. Như vậy, chuyện cuồng giao hoàn toàn không liên quan tới sàn đấu giá linh bảo. Rất nhiều bảo vật được 7 ngày ngắn, đối với hai cô gái này thì đây đều là bảo vật. Nhìn chúng món nào thì cứ lấy thôi, những món tầm thường khác thì đóng gói mang về. Lời này vừa thốt ra liền khiến tên thanh niên kia méo mồm. Nhìn thấy một bức tranh được phong ấn, Từ Dương liền tò mò. Dù cô gái đã nhắc nhở không nên nhìn, vậy nhưng sự nhắc nhở cũng chỉ khiến hắn thêm tò mò mà thôi. Quả nhiên sau khi nhìn thấy nội dung trong tranh thì hắn liền méo mặt. Thì ra là một bức vẽ chân dung, lão ta mặc bộ đồ nữ nhân, ái nam ái nữ. Lão ta đồng ý tặng chiến thuyền cho Từ Dương, chỉ mong mọi người không đem chuyện này nói ra ngoài. Lần này là một phát hơi lố nên hắn cảm thấy không thoải mái, không muốn ở lại thêm nữa. Nơi tiếp theo đi tới Vạn Kiếm Tông, bọn chúng vẫn tưởng cuồng giao đang bị phong ấn nên đã bắt giữ những người có huyết mạch chi dương đến để gia cố phong ấn. Kết quả của những người bị bắt tới đây chắc chắn sẽ là mất mạng. Chiến thuyền của Từ Dương nhanh chóng tới nơi. Không ngờ những người bị bắt tới đây hiến tế còn có hai vị sư muội của Bạch Ngưng Mì. Từ Dương yêu cầu bọn chúng gọi tông chủ ra gặp mặt. Lão tông chủ nhanh chóng xuất hiện, chưa cần biết kẻ trước mặt là ai, cứ tấn công phủ đầu đã. Từ Dương vội giơ tay lên, tưởng là hắn phản công nên lão lập tức lùi lại phòng thủ. Ai ngờ Từ Dương chỉ dùng tay phủ bụi trên áo mà thôi. Nghe tiền cuồng giao bị trộm, lão tông chủ cũng bất ngờ, dường như lão biết điều gì đó và nhưng vẫn nhất quyết không chịu nói. Cái mà lão đang quan tâm chính là thanh danh. Nếu để người ngoài biết đệ tử Vạn Kiếm Tông bị một tên luyện khí kỳ đánh cho tan tác thì còn uy danh gì nữa. Từ Dương chẳng nói nhiều, đã rút kiếm chuẩn bị dạy dỗ cho đối phương một bài học. Lão ta cảm thấy không nên khinh thường kẻ trước mặt này, cho nên sử dụng tuyệt chiêu để tấn công. Đáng tiếc, tất cả công kích đều bị hắn tiện tay ngăn cản, bộ dáng cũng vô cùng thong dong. Tông chủ Vạn Kiếm Tông đánh ra chiêu thứ hai. Vô số kiếm khí lao thẳng tới trước mặt, định băm nam chính thành nhiều mảnh. Hắn vung kiếm phá tan công kích, đồng thời cũng khen ngợi chiêu thức này không tệ, chỉ đáng tiếc rằng hôm nay chọn nhầm đối thủ rồi. Kiếm của hắn có thể chém mọi thứ. Thấy lão ta không tin nên Từ Dương đành phải chứng minh, vung một nhát kiếm chém nát đỉnh ngọn núi. Núi này là Nham Cương Sơn, đã đứng sừng sững mấy vạn năm, nước lửa không thấm, lôi điện bất xâm, giờ cứ như vậy bị kiếm khí chém cho tan tành. Biết người thanh niên trước mặt là cao thủ, lão ta đành phải ngoan ngoãn nói ra bí mật rằng chỉ cần luyện hóa sát khí của cuồng giao thì thực lực sẽ tăng vọt. Vậy nhưng sát khí của cuồng giao lại quá thịnh, không cẩn thận sẽ bị sát khí thôn phệ nên không ai dám tùy tiện thử. Từ Dương nghe xong liền đoán ra kẻ có bản lĩnh phá hủy phong ấn chỉ có Ma Vân Tông mà thôi. Hắn lập tức tới đó. Ma Vân Tông được xây dựng vô cùng hoành tráng, dùng linh thức thăm dò kiểm tra thì quả nhiên có khí tức của cuồng giao. Tiến vào bên trong, hắn liền cảm thấy kỳ quái, chẳng thấy bất cứ đệ tử nào xuất hiện trong tông môn cả. Đi tới giữa sân liền bị một trận pháp bao vây, một lão già xuất hiện uy hiếp. Nếu đã biết tên hộ sơn đại trận của Ma Vân Tông, vậy thì đành mời hắn đi chầu tổ tiên. Từ Dương mỉa mày, một trận pháp không hoàn chỉnh mà thôi, lại dùng để làm đại sơn hội trận, quá nực cười. Tên đệ tử khác tức giận mắng ngược lại, cho rằng luyện khí kỳ như hắn thì hiểu cái gì, cho dù đại năng nguyên anh kỳ cũng có thể bị đại trận vây hãm. Từ Dương chậm rãi bước lên, đại trận cứ như vậy bị phá vỡ. Đáng hận là người thanh niên trước mặt này lại là hung thủ giết chết đồ đệ Triệu Bạch của mình. Vậy nhưng mà số người bị Từ Dương lấy mạng là vô số, nên Triệu Bạch là tên nào thì hắn cũng không nhớ nữa. Lời này làm cho lão ta cực kỳ phẫn nộ. Sau vài lần tung chiêu tấn công mà Từ Dương vẫn toàn thấy không chút hao tổn, thì lão phải sử dụng đến bảo vật hộ mệnh là ẩn khôn bình hút nam chính vào bên trong. Đám đệ tử thấy vậy liền tung hô tầng bốc.
Bên trong bình là một vùng không gian rộng lớn, cũng có rất nhiều yêu thú và yêu đàn. Yêu thú sau khi bị luyện hóa sẽ chỉ còn lại yêu đàn, như vậy xem ra vùng không gian này là một nơi cực kỳ quý giá. Hắn chỉ cần giết chết đám yêu thú này rồi thu lấy yêu đan mà thôi. Sâu trong rừng, trường môn, các trưởng lão và đệ tử đều có mặt trước một cái trận pháp. Hóa ra là nhân sự đều được điều động tới đây để gia trì pháp trận luyện hóa cuồng rào. Cuồng rào phản công kịch liệt, cái giới bao vây bị phá vỡ. Nó phẫn nộ lao xuống, định làm thịt mấy tên đệ tử nhằm dùng máu thịt hồi phục tu vi. Bị giam cầm hơn 1.000 năm, cuồng rào không thể không phẫn nộ. Hôm nay nhất định sẽ ăn hết đám nhân loại này để chút cơn giận. Chỉ tùng một đòn đánh đã cho Nguyên Anh viên mãn bị thương. Sở tông chủ bị thương không thể xuất thủ, lão già ban nãy đành phải lấy cái bình ra sử dụng. Dự định là dùng sức mạnh của tất cả yêu thú trong bình để trợ giúp. Dù có tiêu hao mấy trăm viên yêu đan thì cũng phải thu cuồng rào vào trong bình. Từ Dương vừa chậm rãi nhặt yêu đan mới thu được hơn 20 viên, còn hơn 100 viên chưa kịp lấy thì đã bị lão già kia sử dụng mất. Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận, trực tiếp phá tan bình thoát ra ngoài để tra hỏi tên to gan nào dám dùng hết yêu đan của hắn, nên đèn như thế nào. Lão già kia đang hoang mang chưa biết trả lời như thế nào thì cuồng rào đã đứng dậy, gầm lên phẫn nộ, lao thẳng tới tấn công. Từ Dương đang tính toán tổn thất thì bị con yêu thú làm gián đoạn, nên tiện tay đánh bay nó ra xa mấy trăm mét. Chứng kiến cảnh tượng này, trưởng môn Ma Vân Tông cũng phải há mồm. Biết người thanh niên trước mặt này vô cùng khủng bố, đám người này không ngần ngại giao ra tất cả bảo vật trong bảo khố và nguyện ý tu sửa Thiên Lam Tông, chỉ cần hắn trợ giúp giải quyết cuồng rào. Bị ăn một đòn ngầm mồm, con yêu thú càng thêm phẫn nộ, nó bạo phát ra sát khí rồi tấn công trả đòn. Từ Dương nhẹ nhàng dùng một ngón tay chặn đứng thế công, sát khí trên người nó cứ như vậy bị môi trường xua tan. Mất đi sát khí thì nó cũng chỉ là một con ma thú bình thường, nên kiệt sức nằm ngã ngửa, chủ động đầu hàng. Từ Dương yêu cầu nó đến Thiên Lam Tông làm linh thú hộ sơn, sau này có thể giúp nó hóa rồng. Mọi việc được giải quyết, hắn liền quay về tông môn. Trong thời gian này, Độc Cô Đình Phong cùng với Khổng Viêm thay mặt cho Thiên Lam Tông đi tới tham gia đại hội chiêu sinh của Dược Sơn Tràng. Bọn họ không ngần ngại thể hiện từ chất luyện đan và khoe khoang tài năng. Thế là hai người được dẫn đi gặp mặt trưởng môn. Sau khi Từ Dương về tới tông môn thì tất cả bảo bối của Ma Vân Tông đã được bọn chúng bàn giao, đồng thời bọn chúng cũng tu sửa tổng thể Thiên Lam Tông một phen. Ngay sau đó, một con bướm truyền tin bay tới thông báo, Từ Dương biết hai người Độc Cô Đình Phong và Khổng Viêm đã gặp nạn rồi, cho nên lập tức lên đường đi tới Dược Sơn Tràng. Vì thực lực luyện khí kỳ chưa thể phi hành, chỉ có thể đi bộ. Trên đường đi gặp được hai đứa trẻ đang hái thuốc để mang về trị bệnh cho mẫu thân. Xem thái độ kiên quyết có phần giống với hắn năm đó nên Từ Dương liền động tâm luyện chế một viên đan dược và yêu cầu đưa mình đi gặp mẫu thân bọn họ. Một nhà ba người sống tại một căn nhà nhỏ, người mẹ hôn mê nằm trên giường bệnh. Từ Dương chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu được tình trạng. Đây không phải là bệnh mà do bị người khác hạ độc. Sau khi uống linh đan, cô ta liền khỏe lại, sống thêm vài trăm năm cũng không vấn đề. Hắn muốn thôi hai đứa nhỏ làm đệ tử cho bọn họ học tập luyện đan. Hai người nghe vậy liền quỳ xuống bái sư, ba mẹ con nhanh chóng vào bếp nấu ăn. Từ Dương cũng không ngần ngại dùng món ăn của phàm tục. Vậy nhưng còn chưa kịp ăn thì trưởng môn Dược Sơn Trang đã tìm tới cửa. Bọn chúng chính là hung thủ đã hạ độc. Có vẻ như lão ta cũng nhìn thấy được từ chất luyện dược của hai đứa trẻ nên muốn thu nhận bọn họ làm đồ đệ. Đáng tiếc là tới chậm một bước, lão cố gắng thuyết phục vậy nhưng không lay động được hai đứa trẻ. Bị cướp người, lão phẫn nộ ra lệnh cho đàn em lao lên lấy mạng Từ Dương. Nam chính cũng đáp lễ bằng cách cưỡng ép lão ta nuốt độc dược mà bà nãy đã rút ra từ trong người mẫu thân hai đứa nhỏ. Độc là do lão luyện chế, hắn chỉ thêm một chút dược lực, lấy đi 20 năm tuổi thọ mà thôi. Cũng trong ngày hôm đó, Lăng Thanh Thu một mình đột nhập vào trong Dược Sơn Trang định cứu người. Theo chỉ dẫn của con bướm, nàng ta nhìn thấy căn mật thất bí mật. Vô số lọ đan dược vứt bừa bãi dưới nền và hóa ra hai người Khổng Viêm bị mang tới đây là để làm chuột bạch thí nghiệm cho các loại thuốc. Đột nhiên, một tên thanh niên tên Châu Triệt xuất hiện. Hắn ta chính là kẻ đã dùng đám người Độc Cô Đình Phong để thử thuốc. Hắn ném ra mấy viên đan dược nhằm bắt giữ Lăng Thanh Thủ. Tuy nàng ta không sợ độc, vậy nhưng tên kia lại biết vận dụng trận pháp. Lăng Thanh Thủ rất nhanh đã bị dồn vào thế khó, còn bị đánh trọng thương. Nàng ta lấy ra một viên yêu đan của thượng phẩm yêu thú cấp cao, chém vỡ yêu đan để phá giải trận pháp. Không có pháp trận thì hắn ta cũng chỉ là một tên thư sinh bình thường. Lăng Thanh Thủ dùng kiếm uy hiếp, yêu cầu hắn giao ra tất cả bảo bối, đồng thời mang tên đáng hận này về tông môn để xử trí. Sau khi quay về tông môn, Từ Dương liền tiến hành chỉ điểm luyện đan. Thuật luyện đan cao thâm nhất là vận dụng thuộc tính linh lực bất đồng của linh dược để tiến hành kết hợp. Đối với hắn thì chỉ là một cái tiện tay,
Vậy nhưng với hai đứa trẻ vừa mới vào nghề thì hoàn toàn không làm được. Họ đâu có linh lực mạnh mẽ như hắn. Ngay sau đó, đám người Lăng Thanh Thu cũng về tới. Tên thư sinh thì bị kéo lên như con gà. Nàng ta cho biết, Dược Sơn Trang đã phát lệnh truy nã từ giường. Cũng may là bọn chúng biết điều, mới khử đi được một lát đã thu hồi lại. Tên thư sinh tỏ vẻ không phục. So với độ hiểu biết, nếu gã nhận đứng thứ hai thì không ai dám tranh phong đứng thứ nhất. Từ Dương cũng chẳng so đò, cái hắn quan tâm là lệnh truy nã nên lập tức đi tới Dược Sơn Trang để tính sổ. Tập phim tới đây là hết rồi, các bạn đừng quên đón xem nội dung các tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!